Rồi, mến chào quý vị khán giả. Lúc này là giờ càng ngày là Colorman là cái gọi là cái level đi review nó càng ngày càng cao nha. Hồi trước là đi đi xe hơi xong rồi đi xe máy giờ chuyển qua đi xe giao hàng luôn. Mình đang có mặt tại Long Khánh. Ở đây là phường Xuân An, thành phố Long Khánh. Chiều nay thì sẽ có một cái chương trình diễn ra tại phố đi bộ, và trước khi đó thì mình đi đổ bê tông. Có một vài người bạn ở một cái đứa em ở Long Khánh nói là nếu mà về đây là phải ăn bánh canh gà ta của cô Hà chợ cũ. Nói mà nếu mà về đây mà chưa ăn cái tiệm bánh canh này là coi như là chưa biết về ẩm thực Long Khánh chứ. Mình đi mình thấy nãy mình đi lướt qua đây đường Thích Quảng Đức. Số 19 Thích Quảng Đức, phường Xuân An, thành phố Long Khánh hôm nay đó. Không biết cô Hà phải cô này không? Cô Hà chợ cũ. Trời, cô Hà có nụ cười tỏa sáng ghê luôn. Chào chào con. Cô Hà là cô chị là cô Hà hả? Dạ dạ. Dạ chào con đó. Trời ơi, nhìn cái cảnh mà chiều chiều kẹp nách kẹp cái tô đi mua là đúng bài luôn. Thấy coi Facebook đứng cái gì? Trần dạ. Nhật hả? Dạ Trần Nhật nào. Nhật không cái gì đó. À. Không biết luôn. Dạ. Vô hỏi là ô cái bánh canh, cái sợi bánh canh này nó nhỏ ha. Ủa bánh canh này nó nhỏ nha, nó không có giống cái bánh mình tưởng, không cái hình dung cái bánh canh mình hình dung là cái bánh cái sợi nó to. Không, tại mình làm sợi nhỏ. Rồi bánh canh cô Hà chợ cũ. Ủa là ngày xưa mình bán ở chợ cũ hả? Thôi mà đây mình bán buổi chiều buổi giờ nào em? Một giờ bắt đầu bán. Một giờ bắt đầu bán tới tối. Bán tới 7 giờ. Rồi. Rồi thế. Rồi thôi cho ông tô bánh canh. Bánh canh đi. Ở đây chỉ có bánh canh là không có gì đâu nha. Trời thơm quá cái nồi thơm dám ăn. Một xé mè với một xé hồng. Rồi cho xé mè luôn. Xé đầy đủ nha. Xé mè thì giờ người bán tô xé lòng đi. Xé lòng hả? Trời bán tô xé lòng. Bánh canh xé lòng. Bánh canh xé lòng mè. Quá đã, vô lần này vô rồi. Là gà xé sẵn luôn. Gà xé sợi sẵn luôn. Rồi cho anh tô luôn đi. Tô mình ăn. Cho em chứ quên lộn. Gà miếng hay là gà thì xé lòng gì đó. Cũng vậy luôn hả? Ừ. Bánh canh xé lòng đứt ruột luôn á. Trời gà nhìn tươi rói ngon quá. Gà là gà nhỏ nhỏ mà gà ta nhỏ nhỏ không đó. Rồi, ok rồi. Ồ cái nước thơm quá đứng này chịu không nổi. Cho thêm hành với hành phi đi con. Cho chú thêm hành với hành phi nhiều con. Rồi chú chúc anh này à, bạn này bạn ăn xong. Ok ngồi đâu. Chắc chú ngồi đây quá. Chú ngồi đây là hợp lý. Đủ sáng không? Rồi làm gọn gàng trước khi mà đi ra công viên đi ra phố đi bộ để thực hiện chương trình Thanh Điền Tour. Và đợt này mình về Long Khánh thì nói thật với bà con là rất là vui. Vui nhất là xuống đây là đưa được cái sản phẩm nước mát Sài Gòn, cái nước mắm Colorman về cho các tiệm tạp hóa lớn ở đây. Tiệm tạp hóa Thanh Vân, tiệm tạp hóa Ly rồi, dạ, rồi rất nhiều tiệm tạp hóa nữa. Và hy vọng là thời gian tới đây thì các cái sản phẩm nước mát Sài Gòn với nước mắm Colorman cũng sẽ đến tay bà con cô bác mà không cần phải tốn tiền ship. Rồi đây là chà thử miếng rồi. Ủa nãy mới đứng gái nó không xuống ăn hả ta? Trời ơi ngon quá, cái nước ngọt liệm luôn. Xuất sắc. Đó, cái tô nó rất là đơn giản vậy luôn mà nó thơm, lại đứng bên cạnh nó thơm. Thơm ơi là thơm. Rồi bây giờ thì mình nếm rồi, cái nước nó ngọt, rất ngọt và rất thanh nha. Chắc là nấu có xương, không chỉ là có xương gà đâu mà còn có các loại xương khác nữa. Ủa vậy hả? Nấu từ gà hết luôn.
Trời mà sao nó ngọt dữ vậy em? Ồ, cái nước nó ngọt, một cách kỳ lạ luôn á. Mình cứ tưởng là chắc nấu thêm cái xương khác nữa đâu mà có. Rồi, ở đây có một cái chén này là cái chén nước chấm mà do chị Hà chị làm đó. Ồ, nước mắm mặn ngon quá. Xé lòng. Bánh canh xé lòng. Vui quá, bánh canh xé lòng nghe mắc cười quá. Bánh canh xé lòng cô Hà, chợ cũ. Nói gì chứ chắc nhỏ tuổi hơn mình quá. Chị Hà chắc nhỏ tuổi hơn mình quá ha. À, nãy mình cũng có nói là cái bánh canh ở đây là cái sợi nó rất là nhỏ. Cái gì nó giống như con bún vậy đó. À, nhưng mà không, nó trong hơn nha. Lớn hơn con bún bình thường. Mà nhỏ hơn sợi bánh canh, bằng nửa sợi bánh canh. Giờ mình thêm chút chanh vô. À, cái quán này ngồi dưới cũng được, mà ngồi bàn trên cũng được. Bánh canh gà xé hấp dẫn không? Thêm miếng nước mắm cũng được. Đủ các loại gia vị vô, có ớt, có tiêu, có nước mắm. Ồ, nước lèo ngon thiệt. À, mềm mềm. Bánh canh xé lòng. Rất dễ ăn. Xế xế mà cái này ăn xế xế khoảng gần 4 giờ. À, xế xế chiều là rất ok. Đây, cái chén nước chấm của chị tự pha này rất ngon nha bà con, đừng quên nha. Thường mỗi cái quán sẽ có một cái món nước, cái nước chấm nó khác biệt. Đẳng giá nè, cánh 25.000, lòng gà 25.000, gà chặt 25.000, dồi trường 25.000, đùi 30.000, má đùi 30.000, thập cẩm 35.000. Giá quá mềm, quá bình dân. Cái gà ta của chị mình nhìn hồi nãy, mình nhìn ở ngoài đó thấy, mình thấy rất là nhỏ. Mình nghĩ là một con nó chắc chưa tới 1 ký luôn á. Thường mà gà nhỏ vậy nó ngon lắm. Mà cái tô gà xé này rất là nhiều thịt luôn. Đó, tô thập cẩm nhưng có 35.000 à.
Có dồi nữa hả? Hấp dẫn hả? Thật ra mình có một bạn là nhân viên lâu năm của công ty. Bạn giờ thì bạn cũng làm lớn rồi, bạn tới CEO của công ty Coleman Entertainment. Bạn người gốc ở đây, Long Khánh. Bạn nói về đây là anh phải ăn cái bánh canh cô Hà, chợ cũ. Khác nhận ngon. Mình nghe nói ở đây còn có bánh canh chung cư nữa, cũng xuất sắc lắm mà mình chưa ăn, bữa nào mình đi ăn thử. Gà ăn quả hết luôn à. Gà xé đầy nhóc bắp luôn. Quán này nếu mình nhớ không lầm địa chỉ là số 19 đường Thích Quảng Đức, phường Xuân An, thành phố Long Khánh. Đó. Bán từ 1 giờ trưa tới 7 giờ tối là hết rồi. Quý bà con bác mình có đi đâu về Long Khánh muốn tìm một quán ăn ngon thì cái dắt xế nó đi ăn thử chỗ này nha. Đó. Bánh canh của Hà chợ cũ mà gọi đúng cái món bánh canh xé lòng. Xé lòng là gà xé với lòng gộp là thành xé lòng, ăn xong là coi như hết đau khổ luôn. Tại khi mình còn đau khổ tức là mình còn có lòng nữa, mình còn đau khổ. Còn giờ mình xé lòng luôn lấy gì đau khổ nữa, đúng không? Phải không chị Hà? Đúng rồi. Ừ. Còn lòng còn ấy thì vẫn còn đau khổ chứ. Giờ hết lòng rồi còn cái gì đau khổ. Lòng rách nát rồi đau khổ gì nữa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý bà con bác nhé. Sẽ còn quay trở lại Long Khánh nhiều lần.